Thời điểm 3 tuần trước Tết Nguyên đán là dịp thị trường bánh kẹo đang khá nhộn nhịp. Năm nay thì tiếp tục tái diễn tình trạng bánh kẹo phục vụ Tết có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại được đội lốt hàng Việt Nam hoặc nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh, dù bày bán rất nhiều loại kẹo có tên truyền thống nhưng các tiểu thương lại từ chối cấp hóa đơn đỏ. Đáng chú ý là năm nay, nhiều loại mứt kẹo truyền thống của Đà Lạt như hồng dẻo, đào sữa, táo sấy, mận cũng chiếm một vị trí số lượng khá là khiêm tốn tại các sạp, thay vào đó là các loại mứt đến từ Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều. 1 kg dẻo dẻo thường có giá từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg, tuy nhiên cùng loại hàng Trung Quốc thì có giá chỉ 40.000 đồng 1 kg.